Xin chào các bạn nhé. Video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái đèn năng lượng mặt trời, đèn đường. Cái dòng này là dòng rời thẻ các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải lấy những cái bộ ốc vít này ra. Đi kèm chúng ta có rất nhiều các loại ốc vít nhé. Thì có bốn cái vít này ấy, là để chúng ta sẽ bắt cây chân đế này vào tường này. Đấy. Còn những cái vít còn lại thì chúng ta sẽ thực hiện bắt. Ở đây mình sẽ bắt cái tâm pin này trước này, bắt cái tâm pin này với lại cái thanh sắt ngang này trước. Đấy, chúng ta sẽ để cái thanh ngang này như thế này. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ vặn ốc vít vào. Ốc vít thì chúng ta sẽ dùng cái loại nhỏ này nhé. Đây, chúng ta sẽ vặn như này. Đây, tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp cái này vào nhé. Đây, chúng ta cho cái này lên này. Đấy. Và cái này sẽ để như thế này. Sau đó thì cho cái này ốp vào đây. Đấy, dùng vít để chúng ta bắt vào nhé. Đây, vít bắt thì chúng ta sẽ dùng cái vít này, vít lục giác này. Đấy, chúng ta xoáy vào đây. Lục giác thì chúng ta sử dụng lục giác 6 các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp cái đế này vào nhé. Lắp cái đế này vào. Để lắp cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cái ốc này nhé. Đấy, mình bắt vào đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta chỉ việc lắp cái tấm pin này vào thôi là xong nhé. Đây, chúng ta sẽ lắp vào đây. Đó. Chúng ta sẽ dùng mấy cái con vít bé bé này. Đó, lắp vào đây là ok nhé. Rồi, ok. Các bạn cần các bạn quan tâm cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời, đèn đường rời thẻ này, hãy liên hệ với mình số điện thoại 0975723045 hoặc vào phần mô tả video để mua hàng các bạn nhé.